A dopo. Ciao ciao. Vai a lavorare, papi? Vado a lavorare, sì. Chị đi về đi nói cho mẹ với mọi người nghe hôm nay đi đi học ngày đầu tiên nè. Thì khi đi có vui không? Dạ vui. Với lại con ăn bánh mì, con ăn sô cô la, rồi con ăn pasta, cái rau con không thích. Tại sao không thích? Con không thích mà con phải ăn. Con ăn nhiều không? Ba cái vì cô chưa. Dạ con ăn 3 miếng. Dạ con ăn 3 miếng. Với lại salad. Với lại cà chua. Salad với cà chua thì ăn hết à? Hết hả? Dạ thì có ăn cà chua salad thì có ăn hết không? Ăn hết mà cô cũng bỏ một cái luôn. Nhưng mà Thi rồi ăn gì nữa? Nui hả? Pasta hả? Với lại uống nước, bạn giật đồ của con, bạn giật chuyện của con. Sao con không mét cô? Con mét cô rồi mà cô không nghe. Cô không nghe, con mét tiếp. Khi nào con mét cô là cô không nghe. Con nói bạn là đừng có làm vậy nha. Không được làm vậy nha. Mình mét cô nha. Con phải nói bạn con làm gì nè. Con đưa ngón tay lên con nói nè. Non fare così. Nghiêm mặt nói vậy đó. Nếu mà nó giật là con nói như vậy. Xong con tới con mét cô. Ha. Mà hồi nãy con tới con mét cô, con chưa nói vậy. Con tới con mét xong, cô. Con nói vậy xong. Con nói xong con nói giờ dammi per favore đưa lại cho mình. Nếu mà không đưa là mình đi mét cô á nha. Nói nghiêm cái mặt với nó vậy nè. Cho nó hết giật đồ, hiểu không? Nhưng mà thì ăn thì thấy ngon không? Dạ ngon, pasta ngon. Vậy là bữa này thì hôm nay là ngày đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên Thi ăn tại trường đó, lại trường ăn đó. Vậy ngày mai con ăn nữa không? Trường khác là con ăn nhiều đồ, không phải bánh mì đâu, trường khác là. Không phải chỗ, không phải. Thôi năm ngoái Thi chưa ở lại thì cô cho bánh mì thôi, với táo thôi. Năm nay Thi mới ở lại ăn trưa. Năm nay Thi ở lại ăn trưa là ăn lên căng tin. Căng tin của lớp, của trường. Mà hôm nay mà cô giáo chứ trước kia đi là chưa, cô giáo chưa đưa táo với bánh mì đâu. Thì tại vì sắp hồi sáng con được ăn cái bánh gì đó, cái bánh mì rắc xăng gì rồi, đâu cần ăn táo nữa. Đúng không? Hồi sáng cô cho ăn cái bánh mì đó đúng không? Dạ mà sao không được ăn táo? Thì ăn cái đó rồi ăn táo nữa no bụng là sao mà ăn trưa. Mà mẹ dặn Ti nè, khi nào đến giờ ăn cô cho con ăn thì con ăn. Chứ hồi sáng mẹ thấy thì hỏi cô ơi con có thể ăn không, mẹ đừng có hỏi nha. Khi nào cô cho mình ăn thì mình ăn chứ mình không hỏi. Không dạ, hỏi xin ăn. Dạ, hồi nãy con ăn bánh mì mà con chưa ăn hết mà con ăn nhiều. Con ăn nhiều hả? Dạ, vậy con đi học thì con thích ăn phải không? Con ở lại con vui phải không? Con thích ăn mà. Vậy ngày mai con không đi nữa không? Ngày mai có ở lại ăn nữa không? Dạ. Mà mẹ dặn nha. Dạ con mà con có được nói cái này. Rồi nói đi. Mà hồi nãy con ăn sô-cô-la, con lấy 2 sô-cô-la. Không ăn nhiều đâu, không ăn 5 đâu, 5. Thôi, ăn 1 là được rồi, ăn kia nhiều cho đau răng. Hồi nãy con ăn 2 cái. Ăn nhiều quá là sô-cô-la nó làm mập lắm, không được. Ăn mấy thứ khác thì được, còn sô-cô-la là ngọt, ăn ngọt không nhiều, không tốt. Hồi nãy con ăn nhiều pasta. Hư răng. Thì con không biết Thi, mẹ dặn nè, con Thi ăn cái gì là Thi phải ăn hết nha. Con phải thử hết, có những món mẹ chưa nấu cho con ăn thì con cũng phải thử, món nào mình cũng ăn hết. Cái món ngon thì mình ăn nhiều, còn món không ngon thì mình ăn ít, mà con phải ăn nha. Chứ không phải là món này con thích là con ăn, cái gì cũng thử hết. Món hồi nãy món kia là mẹ nấu cho con ăn rồi, mà con phải mà con muốn thích ăn thì con phải tập ăn. Đúng rồi, con phải tập, tại vì con biết sao không? Ăn đủ thứ nó mới mau lớn nè. Cáo, da đẹp, tóc nó bóng. Ra đường Thi tóc bóng mọi người khen, wow, cô bé này tóc đẹp quá, bóng quá, thấy không? Mỗi lần tóc Thi xõa ra dài là người ta khen, ôi tóc dài đẹp quá. Giống princess. Công chúa đó, công chúa có tóc rồi, mượt quá. Đẹp lắm, cho nên mình thấy không, đẹp là có làn da. Làn da, wow, làn da con nít nó đẹp. Thì thấy tại sao nít làn da đẹp không? Đẻ ra làn da đẹp là ăn đầy đủ làn da lớn lên cũng đẹp nữa. Chứ còn không lớn lên nó xấu,
nổi tùm lum tà la, cái da mặt nó sần sùi là xấu lắm. Thấy không, phải chăm sóc vậy đó, ăn nhiều, uống nước nữa. Vậy mai mốt khi con vẽ xong con rửa tay để cho khỏi rửa tay. Ừ. Nó chưa ra thì con rửa lại. Ừ, nhưng mà Ti Ti không có được bỏ tay vào miệng, tại vì tay dơ bỏ miệng vi khuẩn nó vô bụng là bây giờ thì nó chưa dơ đâu, nó chưa không có màu. Ủa Ti Ti, Ti Ti học ăn xong thì có đánh răng không? Dạ đánh không. Cô bắt lên đây hả? Mà hồi nãy cái bên cái không phải luôn kìa, đang cái kem lăn ra nó màu xanh biển, vô trong màu xanh biển. Phải không? Màu xanh biển hả? Dạ. Mẹ không thấy. Hồi sáng mẹ đem kem mới mẹ không thấy. Vậy thì có nhớ cái bài đi học về, hát bài đi học về đi. Bài đi học về hả? Hát sao? Nhớ không? Còn nhớ không? Đi học về là đi học về. Em à nhà, em chào cha mẹ. Cha em khen là con rất ngoan. Mẹ âu yếm hung đôi má em. Hay quá ha. Vậy là mai đi học tiếp ha. Dạ. Ừ? Học xong rồi bữa này có bạn nào khóc không? Khóc nhẹ không? Mai có ai khóc nhẹ không? Có ai khóc nhẹ không? Có ai khóc không? Không ai khóc hết. Không ai khóc luôn. Dạ không ai khóc hết. Philip cũng khóc luôn. Dạ không ai khóc hết, có chỉ dạ là ngồi giùm mẹ. Vậy cô có la bạn nào không? Không la bạn nào hết. La hết bạn khi ồn. À, la hết mọi người khi ồn, la hết các bạn khi ồn. Con có ồn không? Có không? Con không biết con ồn. Trời, làm sao con không biết, làm sao con không nhớ? Con không nhớ. Làm sao không nhớ được, nếu con ồn thì con phải nhớ, con phải biết chứ làm gì không nhớ. Con không ồn hả? Nếu ồn thì nói ồn chứ có gì đâu mà xạo, phải không? Nếu mà cô la là về nói mẹ nghe, cô la là con phải về kể mẹ nghe nha. Nó mà hồi nãy cô smetit la đi đi gridare. Cô la không, mấy bạn la nhiều quá không có được, cô không thích, phải không? Cô la đó. Dạ. Mà Alan la nhiều lắm. Alan là không good, no good. Alan họ không ngoài. Florian cũng no good đâu, hôm nãy chắc là Florian ăn 3 chocolate. Cô cho hả hay sao? Cô nói 2 cái, 2 chocolate thì được. Mà 3 cái cô đâu có nói chủ được không? Cô đâu cho ăn mà ăn là no good. Cô đâu cho ăn mà ăn là không ngoan, không tốt. Cô nói đừng có ăn 3, ăn 2 thì được. Vì 3 là nhiều lắm, đau răng, đau bụng. Đúng rồi, giống bu bu đó, ăn nhiều ngọt đến hồi đến giờ ăn cơm đâu có ăn được đâu. Giống con gấu ăn nhiều kiểu không nghe lời cô giáo, xong đi cơ bác sĩ nói nó hết đau luôn. Nó hết đỏ luôn. Xong gấu nói không phải vì ăn nhiều kẹo, vì cắn cái răng của gấu mà bác sĩ cười nói đó là không phải đâu, đó là ăn nhiều kẹo, nhiều sô cô la, nhiều bánh gato, bánh gato rồi, bánh gato bánh đồng tròn vậy nè, dài vậy nè, nhiều bánh gato, mà nhiều bánh gato nhỏ xíu có mật ong ngon lắm, được ăn nhiều, tốt sức khỏe, mật ong tốt sức khỏe, da đẹp. Vitamin C. Vậy. Dạ, papi nói vitamin có không? C. Có vitamin C hả? Dạ, mẹ có mỏng. Mẹ cũng nhớ. Mà không làm lớn đâu, để cho vitamin C đẹp. Không phải đẹp vì lớn đâu. Sữa là làm lớn. Sữa là canxi, nó giúp xương phát triển. Nó giúp xương sức phát triển, cho nên là khi mẹ đau xương, thì mẹ đang phát triển là mẹ đau ở đây với chỗ mấy cái gân cốt nó giãn ra, ở đây hết chỗ luôn vì cái ở đây nó cũng bự, ở đây nó cũng lớn, hết chỗ nó cũng lớn luôn. Thôi vậy bây giờ đi ngủ ha. Nó bây giờ con chơi chút xíu không, cho con vẽ cho chú. Mẹ hỏi thì sao? Mẹ dặn thì sao? Mỗi lần mẹ nói là thì sao? Thì phải đi. Mẹ nói đi ngủ là thì dạ, là thì đi rửa ráy đến thì đi ngủ.
chứ đừng có nô. Tại vì trong lớp mỗi lần cô kêu ok các em đến giờ đi ăn, đi rửa tay là mọi bạn các bạn đi đi rửa tay chứ đâu có ai nô. Cái gì? Mà chút xíu chị con phải đi ngủ, con chơi chút chút xíu thôi là sẽ Không, con bây giờ chơi Thi nữa. Thi vô rửa tay rửa chân cho sạch đi ngủ. Tại vì hồi sáng con dậy sớm rồi, con phải ngủ một giấc. Nếu mà không ngủ là cái cơ Hồi thể nó nãy không đủ đủ sức, là nó yếu người là nó bệnh. con mà hồi nãy con dậy xong con bỏ đồ xuống Con tối mà con ngủ ngon nguyên gần hơn tuần này, Thi Thi thích đi học, Thi Thi ghiền rồi, Thi Thi không ngủ ngon. Đêm nào cũng thức mệt mệt rồi, bây giờ Thi đi ngủ, ok? Khi nào mẹ mẹ thích là khi nào mẹ nói là đi làm liền, giống ở trong lớp vậy đó, đừng có để mẹ nói 2-3 tiếng ha. Cái vậy mới là nít ngoan. Ngày mai đi học tiếp thì con ngủ dậy con tha hồ con chơi được không? Chút xíu con ngủ dậy con tha hồ chơi, chơi búp bê, chơi mọi thứ, mẹ mở cho con xem cái ca nhạc với lại học tiếng Việt với tiếng Ý, tiếng Anh. với lại con cứ được coi phim chút Ok rồi. Giờ ngủ liền ngoan, chút xíu dậy được xem, còn không thì khỏi ha. Ok. mà chút xíu con cứ được xem tivi không, con cứ được xem Chút mà. xíu cho xem hoạt hình một chút. Nếu mà ngủ liền, còn ngủ không liền thì khỏi, thì đừng mơ. Chút xíu con cho mẹ xem phim nào Con thích. nó hư hay nó hư. Rồi ok. Rồi giờ bye bye. Bye Bye bye, chúc các bạn bye, học giỏi đi. chúc bạn học giỏi nha. Đừng có giật đồ nữa nha. Không giật đồ giống mấy cái bạn trong lớp Thi Thi hả? Nó trong lớp Ai giật tên gì nói mẹ nghe, ngày mai mẹ nói nó không coi. biết vì con chưa hỏi, không phải Con bạn trai hay gái? con gái mà. À bạn của lớp khác hả? Dạ của lớp Trời khác ơi, mai mốt mé cô, mai mà mốt con tới không mé biết cô tên khác. gì con chưa hỏi. Mai mốt con gặp bạn đó lại con hỏi mình bạn tên gì vậy? Để lần sau rồi chỉ cho mẹ. Mà con không biết bạn nào, con không biết khi con đi học đó con không biết sự bạn, con không biết sự Thì bạn nào giật mai đồ. mốt bạn nào lớp khác mà giật đồ là con nói đừng có làm vậy nha, mình mét cô nha. Con làm con đưa ngón tay lên con nghiêm cái mặt vậy nè. Sao với người lớn không được? Không, người lớn không được, nhưng mà bạn bạn cùng lớp bằng tuổi mình là mình nè, đừng có làm vậy nha, không có được là giật đồ Mà hồi nha, nãy con no good. hỏi mà bạn nói nhỏ hơn con, Bạn nói nhỏ hơn con không cần bạn biết. bạn lớn nói nhỏ hơn con, bạn lớn hơn con nói em kia nhỏ hơn con. Nhỏ hơn con thì con có giật đồ của ai không? Ừ? Không biết, Gì không biết, con có bao giật đồ của ai không? không biết, con không biết, con nói là con biết. Làm sao không biết được, Thi nói mẹ nghe, Thi có giật đồ của ai không? Không có giật đồ của ai hết nha. Dạ. Có lấy đồ của bạn nào không? Con không lấy được của bạn nào hết, mà hồi nãy con lấy một truyện gấu bị đau răng mà bạn giật, bạn lấy nhiều truyện lắm. Bạn vậy là bạn ích kỷ, mình không học có tính ích kỷ của người ta. Mấy người ích kỷ mình không thèm chơi. Mình mé cô, không thèm chơi với mấy người đó. Thì đi nói nè, đừng ích kỷ nha. Ha. Má Út nói Kỷ bạn. thứ nghĩ là thế vậy? Tiếng nghĩ là gì mẹ không nhớ rồi, chắc Tiếng Anh là thế vậy mẹ? selfish. Selfish hả? Dạ. Chút xíu rồi mai mốt về chút xíu hỏi Papi chữ ích kỷ, xong mai mốt lên là dạy cho bạn đi, nói cái tính đừng ích kỷ nha, còn giật đồ là mình mét cô đó nha, mét vậy đó ha. Ừ. Dạ. Ừ. Vậy đi ha, rồi bye 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 Titi. bye mẹ.